Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại một ngày đi học cuối năm cho mọi người xem. Khi mà lên đại học thì mình sẽ được nghỉ Tết rất là lâu, có trường còn được nghỉ hơn một tháng luôn á. Tất nhiên thì đó là trường nào chứ không phải là trường mình rồi. Đùa chứ mình cũng được nghỉ 2 tuần và 2 tuần học on không cần phải đến trường. Nên cũng có thể nói hôm nay là buổi học cuối cùng của mình trước khi nghỉ Tết. À đúng rồi, mọi người nhớ follow Instagram của mình nha, còn đây là page Facebook. Bây giờ thì vào video thôi. Trước khi đi học thì mình phải skincare đầy đủ. Đây là vitamin C mình dùng của hãng này nè. Tất cả những sản phẩm mà mình dùng trong video mình đều có gắn link ở bên dưới mô tả hết rồi á, mọi người có thể vào xem thử nha. Tiếp theo sẽ là kem chống nắng. Mấy nay giờ giấc sinh hoạt của mình hơi rối nên là mặt mình nổi mụn nhiều. Mình chỉ dùng một lớp kem chống nắng mỏng thôi. À quên, còn phải lau son dưỡng môi từ đêm qua nữa nè. Cuối video mình sẽ chỉ mọi người mẹo để dưỡng môi căng bóng hơn nha. Tự nhiên hồi tối mình rảnh quá, xong rồi cái mình thắt tóc để sáng ra cho nó phồng phồng lên, rồi lúc đi học thì mình lại gội đầu. Xong nó cũng thẳng ra hết trơn. Đây, hello mọi người, mình đang trên lớp. Mình thích môn này lắm luôn á, tại vì thầy giảng nghe rất là hay mà cũng dễ hiểu nữa. Đây là cuốn tập của mình nè, không có ghi chép gì nhiều, đa số là toàn ngồi nghe giảng không à. Zimbabwe thì hiện tại một trong những quốc gia mà đang chịu cái tình trạng lạm phát, siêu lạm phát cực kỳ kinh khủng nhất. 20 minutes later. Oh my god, vừa xong lớp kia là chạy qua lớp thống kê liền. Update tình hình là từ lúc vào học kỳ 2 tới giờ tôi vẫn chưa hiểu môn này cho lắm. Nhưng mà Tết tới nơi rồi mình cũng không còn hứng học nữa. Bây giờ chill chill ăn Tết thôi. Rồi sau Tết cày lại nhé. Để mình cho mọi người học thống kê chung với mình nha. 20 ngàn sinh viên. Do đó chúng ta mới chuyển qua step 2, đó là người ta sẽ tìm hiểu một cái sample, tạo lại một sample giống như cái sơ đồ nãy tôi nói đó. Và trên cái sample này thì người ta sẽ không gọi là cái sample parameter mà nó gọi là sample statistics, là thống kê. Chữ statistics này có nghĩa là thống kê. Và thống kê này chúng ta hiểu theo cái thống kê là hiểu theo nghĩa thứ nhất. Hôm trước là có hai cái hiểu nghĩa đúng không? Nói chứ mình đùa thôi, môn này mà học nghiêm túc thì sẽ hiểu à. Mình nghĩ vậy á. Học xong về nhà thì mình sẽ tự làm món Oreo đá xay. Oh my god, mình siêu ghiền món này luôn á. Để làm được món này thì tất nhiên là phải có Oreo. Nhưng mà mình chỉ lấy bánh thôi, không có lấy nhân nha. Mình sẽ tách ra và để riêng như thế này. Tại vì nhân kem bỏ vào máy xay thì nó khó rửa lắm, nên là mình không muốn để chung. Nguyên liệu thì gồm có Oreo, sữa tươi và sữa đặc. Trước tiên thì mình sẽ bỏ đá vào xay với sữa trước. Món này mình làm hoài nhưng mà bây giờ mới có dịp quay cho mọi người xem nè. Mình sẽ xay với sữa tươi cho nó đặc lại là được, rồi mới bỏ Oreo và sữa đặc vào. Mình làm rất là đơn giản luôn mà ăn siêu siêu ngon. Có điều là ăn nhiều thì dễ bị đau họng lắm nha. Mình bật lên xay thêm một tí là xong rồi đó. Bây giờ đổ ra ly nè. Nhìn màu nó hơi ấy nhưng mà ngon lắm nha. Vừa ngồi học vừa uống Oreo đá xay. Trời ơi, cảm giác tuyệt vời. Ngon quá. Giờ thì mình sẽ plan những việc cần làm tiếp trong ngày. Mình phải có một cái to do list thì mình mới hoàn thành được mọi việc đầy đủ, chứ không thôi là mình dễ quên lắm. À mà dạo này mình đang quay trở lại với TikTok rồi nè. Để mình ráng dành thời gian vừa up YouTube vừa up TikTok luôn. Hôm nay cũng khá rảnh nên là mình sẽ quay một vài video để dành đăng từ từ. Đây là kênh TikTok của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ đi siêu thị để mua một ít đồ. Chưa phải mua đồ Tết đâu nha. Mình đi siêu thị để mua đồ ăn thôi à. À tự nhiên đi vòng vòng trong siêu thị xong cái hốt được cây kem chuối này, nhìn dễ thương quá nè. Và đây sẽ là chuyên mục unbox những món đồ mà mình đã mua. Không, cũng không có gì ngoài mì đâu. Oh my god, nhìn như gian hàng tạp hóa mini vậy á. Đã quá đi thôi. Đây là cái kệ mà mình đã tự mua về, xong rồi mình tự lắp ráp luôn. Thấy giỏi không? Và sẵn đây thì mình cũng sẽ unbox luôn một món đồ mà mình cực kỳ mê, đó là chiếc micro. Giờ mình sẽ unbox. Đây là micro của Maono, đầu USB rất là dễ dùng, thiết kế cũng nhỏ gọn và sang trọng. Mình xem review thấy em này được đánh giá khá tốt nên là mình quyết định rinh về để phục vụ cho việc lồng tiếng luôn. Oh my god. Khi cắm vào laptop rồi thì trên micro sẽ sáng đèn lên như thế này. Mình nha. Có thể chọn nhiều màu nữa nhưng mà mình thích màu tím hồng này nhất nên là mình để vậy luôn. Mình đang thử tự làm một cái podcast ngắn nè, nhưng mà mình làm cho vui thôi à, mọi người nghe thử nha. Đây là một bài viết mà mình đã viết vào 2 năm trước. Và xem như đây là một lời động viên dành cho chính mình và tất cả mọi người. Đó là đừng từ bỏ. Có những lúc mà bản thân của mình ở trong một trạng thái muốn buông xuôi tất cả. Mọi thứ xung quanh như là sụp đổ trước mắt mình vì những gánh nặng công việc, thời gian và các mối quan hệ xung quanh. Nhưng mà xin mình đừng từ bỏ. Dù có thế nào thì cũng phải luôn cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì tương lai và cuộc sống hạnh phúc, ngày hôm nay của mình nhất định phải tốt hơn hôm qua. Hello mọi người, bây giờ là 10:38 mà mình chưa làm xong bài tập thống kê. Giờ mình sẽ làm bài tập nhưng mà không thể nào mà làm không được. Và mình sẽ ăn mì. Ok, và ở đây mình có một quả trứng, mình sẽ ăn cái mì này. Cái mì này.
Oh no, tự nhiên giờ này đói bụng nên là mình sẽ pha mì ăn. Mì này thì cũng nhỏ nhỏ rồi nên chắc là sẽ không mập đâu, hy vọng là vậy đi. Nước sôi thì lúc nãy mình đã có chuẩn bị sẵn cho mình giữ nhiệt rồi nên là hy vọng giờ này nó vẫn còn đủ nóng. Lột thêm cái trứng luộc nữa nè, oh my god, đầy đủ dinh dưỡng quá ta. Xong rồi thì mình sẽ thả vào trong đó luôn. Hên quá, mì chín rồi nè. Mình sẽ trộn đều lên và ăn thôi. Lại là vừa ăn vừa học bài. Nhìn thì tưởng đó là mình bận rộn lắm nhưng mà thật ra là cũng tùy lúc á. Có ngày thì hết việc này tới việc kia nhưng mà cũng có ngày mình nằm lướt lướt từ sáng tới chiều không có làm gì luôn. Cuộc sống sinh viên là vậy hả mọi người? Ai năm nhất vô xác nhận giùm tôi với. Trời ơi, nó văng nước vô láp. Thôi xin hứa đây sẽ là lần cuối cùng ăn kế cái láp. Vâng, và nạp năng lượng xong rồi thì tôi phải quyết chiến hết với cái đống bài tập này để được ăn một cái Tết trọn vẹn. Tính ra là bây giờ mình học ít lắm luôn nên là mọi người sẽ không còn thấy nhiều những cảnh học của mình nữa. Nói vậy thôi chứ múc thi là cũng cắm đầu vào sách vở nữa à. Trộm vía là học kỳ 1 của mình trôi qua suôn sẻ với những con điểm cũng gọi là tuyệt vời. Tiếp tục chiến cho học kỳ 2 thôi. Aya, mới đây mà đã 11 giờ hơn rồi nè, skin care lẻ để còn đi ngủ. Sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ dùng tinh chất rau má của Centella. Mình cứ ăn nóng ngủ trễ, ít uống nước là combo lên mụn ngay lập tức luôn. Bởi vậy bây giờ mình phải tối giản bước skin care nhất có thể. Chỉ còn cấp ẩm nữa thôi à, mình dùng cấp ẩm của nhà Nywishes. Mình dùng hết chai cũ rồi và đây là chai thứ hai. Cuối cùng sẽ là dưỡng môi. Thì mẹo để có được đôi môi căng bóng không sức nẻ đó là bôi một lớp dầu dưỡng môi vào ban đêm đi ngủ, xong rồi sáng dùng khăn giấy lau sạch là mình sẽ thấy hiệu quả liền ngay từ đêm đầu tiên luôn. Cái này là mình nói thiệt á, là nó hiệu quả ngay từ lần đầu tiên luôn nha. Hồi trước mình dùng Vaseline với lại Carmex nhưng mà bây giờ thì mình chuyển hẳn sang dùng em này rồi. Đây là dầu dưỡng môi vị mật ong của Hàn Quốc. Màu hồng thì nó thơm mùi đào nhưng mà mình không thấy nó có tác dụng dưỡng môi nhiều, chỉ là nó làm bóng hơn thôi. Nói chung là highly recommend mọi người nên thử dùng em này một lần. Xịn lắm đó nha. Ây da, tự nhiên tính đi ngủ nhưng mà thấy phim này hay quá nên là mình ngồi coi thêm xíu rồi ngủ. Chai dưỡng trắng này mình cũng xài tới chai thứ hai luôn rồi nè. Đang có giảm giá nhiều lắm, mọi người vào link bên dưới mô tả của mình xem thử nha. Mình thấy em này nâng tông thiệt nhưng mà cũng phải dưỡng kỹ. Chủ yếu là thơm và mịn da nên là mình xiên xài hoài à. Hồi trước mình chỉ lo chăm tóc thôi, đâu có nghĩ tới tay chân nhiều đâu. Nhưng mà công nhận làm con gái cũng mệt thiệt á. Cảm thấy mình yêu bản thân nhiều hơn, nói chung là hạnh phúc. Mình đang coi phim Yêu Lại Vợ Ngầu của Hàn Quốc nè. Vô tình tìm được bản full HD nên là mình xem rồi, luôn. Rồi thôi, tới đây thì video của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Yêu mọi người nhiều lắm. Bye bye.